Happy birthday Bụp, ngày 8 tháng 10 năm 2024 nha. Nói chung 18 tháng 10 là ngày sinh nhật của Bụp, nhưng mà hôm nay thì mình sẽ tổ chức sớm nhân dịp mà đi chơi ở Nha Trang như này nè. Chứ thật ra thì tổ chức ở Đà Lạt nó cũng bình thường lắm. Hôm nay mình có cái bánh hôm nay mình có cái bánh cho Bụp nè. Này là thủ tục, tại vì trong phòng nên là mình không có đốt nến được. Thì ngoài ra thì cũng có sự tham gia góp mặt của bạn Bông. Đó, thì coi như là sinh nhật vô cùng ý nghĩa. Tại vì mỗi cái bánh này Bông này nhịn. Hôm nay một điều đặc biệt là gì? Mình dẫn hai đứa ra off-pan. Off-pan thì nói thật ra, off-pan thật ra thì ra để cho mọi người gặp và chơi vui với hai bé thôi. Thì cô tặng quà cho rất là nhiều nha. Mọi người thấy không? Đây là fan Bông Bụp đó mọi người. Trong đầu Bình cứ nghĩ Nha Trang chỉ vài người biết Bông Bụp thôi, nhưng Bình đâu có ngờ mọi người biết đến Bông Bụp nhiều đến như vậy. Thôi lỡ gặp thì nói chung cũng cảm ơn mọi người đã yêu quý hai bé nha. Hôm nay cũng là ngày tổ chức sinh nhật cho bé, mọi người đến gặp Bông Bụp cũng như là một ngày đặc biệt. Thật sự rất trân trọng tình cảm của mọi người dành cho hai bé. Đây là thành quả của hôm nay nè. Đó, có hai bịch xúc xích nhưng mà Bình vui bịch nên là Bình để đây một bịch nguyên ha. Bao lì xì nè, cả có một hộp bánh nữa. Nói chung là lâu lâu lên đây vui đó mọi người. Tuy là hơi nóng xíu, tụi nó ra ngoài kia thì tầm 7 giờ rưỡi đến 8 giờ thì coi như mình ở tới hơn 8 giờ mình mới về. Thì đây là món quà của cô tặng này. Ngoài ra tiền mặt 150. Đó, nói chung là hôm nay đi chơi là vui vẻ luôn á. Facebook Thiện Thanh Nha Trang, cô có ghi tên nha. Nói chung là cái phần quà này có chuẩn bị. Nói chung là số tiền này to đấy, to. Và tiếp theo, nói chung mấy cô dễ thương lắm mọi người. Lâu lâu đi Nha Trang lần mà gặp mấy cô quý mến Bông Bụp á, mình thích lắm luôn á. Không lẽ cho nó ở lâu hơn, nhưng mà do ở đây á, thành phố nó quá gọi là quá to quá lớn đi, nên là nhà không mà nên là khó mà cho tụi nó đi chơi được á, nên là mình ở đến ngày mai mình về rồi. Trên đây là số tiền lớn thứ hai nha. Thì nói chung lớn hay nhỏ đều là những món quà giá trị của cô chú dành tặng cho hai bé. Thì hôm nay thì tổng số tiền nhận được là 1 triệu, 1 triệu 3, 1 triệu 4, 1 triệu 4, 50 nghìn. 1 triệu 4, 50 nghìn nè, nói chung là số tiền của Bụp đó. Đúng rồi, dễ thương luôn. Thì hôm nay happy birthday, thủ tục nói chung cũng đơn giản lắm. Một cái bánh, happy birthday con nghe. Chúc con tuổi mới luôn mạnh khỏe. Đây, giỏi. Ngoài ra thì chị Bông cũng xin ké miếng. Trời ơi, nước miếng quá trời nước miếng rồi. Ké có một miếng thôi, đây. Đó. Đây, của Bụp sang phần hơn xíu. Tại vì đây là sinh nhật của bé mà. Nói chung là hai đứa con mình tới được Nha Trang. Ê, cái này không ăn được. Chết bây giờ. Ước rồi. Đây là tới được Nha Trang, nói chung là cũng vui vẻ. Đây là lần đầu tiên mà bé đến Nha Trang nha. Rồi, thủ tục xong rồi đó. Rồi, tiền này thì của ba.